Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với những tin tức tổng hợp về Thế vận hội mùa hè Olympic 2024 của chúng tôi. Trước khi đến với những nội dung chính có trong chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Đoàn thể thao Hàn Quốc đã cân bằng kỷ lục của mình tại Thế vận hội mùa hè với 13 huy chương vàng. Trong ngày thi đấu mùng 8 tháng 8, võ sĩ Kim Yoo-jin đã được vinh danh là nhà vô địch Olympic mới trong hạng cân dưới 57kg nữ môn Taekwondo sau khi đánh bại Nahid Kiani của Iran với tỷ số 2-0, 5-1, 9-0. Trên đường đến đỉnh vinh quang, Kim Yoo-jin xếp hạng 24 thế giới đã đánh bại 4 trong số 5 vận động viên hàng đầu thế giới trong hạng cân của mình, bao gồm hạt giống số 1 đến từ Trung Quốc, Luo Zhongxi ở bán kết và sau đó là Nahid Kiani trong trận chung kết để giành huy chương vàng. Đây là huy chương vàng Taekwondo thứ 2 của Hàn Quốc trong 2 ngày liên tiếp. Với 13 huy chương vàng, Hàn Quốc đã cân bằng kỷ lục được thiết lập tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và London 2012. Các vận động viên xứ sở Kim Chi vẫn còn 3 ngày thi đấu để tiếp tục nâng cao thành tích. Rạng sáng mùng 9 tháng 8 theo giờ Việt Nam, đoàn thể thao Indonesia có tấm huy chương vàng thứ 2 Olympic Paris 2024. Vinh quang đến từ môn cử tạ với cái tên Rizky Juniasia. Được đánh giá là tài năng của thể thao xứ vạn đảo, nhưng những gì Rizky Juniasia làm được còn khiến tất cả ngỡ ngàng. Ở hạng cân 73kg nam, anh gặp nhiều đối thủ mạnh như Wichuma Thái Lan, Luis Moquera Colombia hay Julio Peña Venezuela. Ở phần thi cử giật, Rizky Juniasia đạt thành tích 155kg bằng Luis Moquera. Anh thành công ở lượt 2, khi sang lượt thứ 3, đua cử sinh năm 2003 nâng mức tạ đăng ký lên 162kg và không thành công. Sau nội dung này, Dimitrov Bulgari đạt 154kg, Julio Peña xếp thứ 3 khi đạt mức tạ 152kg, Wichuma Wirafon xếp thứ 4 cùng thành tích 150kg. 23 giờ ngày 9 tháng 8, tuyển Olympic Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở trận tranh huy chương vàng Olympic 2024. Cả Tây Ban Nha và Pháp đều khát khao giành huy chương vàng Olympic. Lần gần nhất bóng đá Pháp giành huy chương vàng Olympic đã diễn ra từ năm 1984, thời điểm Olympic còn dành cho đội tuyển quốc gia. Còn Tây Ban Nha cũng đã trải qua cơn khát huy chương vàng Olympic kéo dài 32 năm, lần vô địch gần đây nhất vào năm 1992. Ở Euro 2024, tuyển Pháp đã để thua Tây Ban Nha với tỷ số 1-2 ở bán kết. Đây là thất bại không thể chối cãi của Pháp khi Tây Ban Nha là đội chơi hay hơn. Trận thắng này có thể dẫn đến hai thái cực khác nhau cho các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha và Pháp. Với Tây Ban Nha, họ sẽ được cổ vũ mạnh mẽ khi gặp Pháp ở chung kết môn bóng đá nam Olympic 2024. Về phía Olympic Pháp, họ nung nấu quyết tâm đòi nợ, lấy lại danh dự cho các đàn anh. Xét về tổng thể lối chơi, màn trình diễn của Pháp ở Olympic 2024 không rực lửa bùng nổ. Nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Thierry Henry lại mang đến cảm giác chắc chắn, vững vàng và khó bị đánh bại. So với chủ nhà Pháp, Olympic Tây Ban Nha cũng đã có màn trình diễn ấn tượng. Họ chứng minh sức mạnh và bản lĩnh khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, Maroc trong hành trình tiến vào chung kết. Vận động viên người Botswana Lesila Tebogo đã trở thành vận động viên châu Phi đầu tiên giành huy chương vàng Olympic ở nội dung 200m nam. Trước đó, ở cự ly 100m nam, Tebogo chỉ về đích ở vị trí thứ 6, nhưng thành tích 9,86 giây cũng đã giúp anh lập kỷ lục quốc gia Botswana. Trong khi đó, vận động viên người Mỹ Noah Lillis giành huy chương vàng với thành tích 9,784 giây. Dù vậy, ở cự ly 200m chứng kiến màn thi đấu xuất sắc của Tebogo, đặc biệt là ở màn bứt tốc trong 50m cuối cùng, đã giúp anh về đích với thời gian là 19,46 giây, vượt qua bộ đôi người Mỹ Kenny Benarek và Noah Lili để giành huy chương vàng Olympic đầu tiên cho Botswana. Tebogo trở thành vận động viên châu Phi đầu tiên giành được huy chương vàng ở cự ly 200m nam và là vận động viên đứng ở top 5 trong số những vận động viên chạy nhanh nhất trong lịch sử Olympic tại cự ly này. Tại Olympic Paris 2024, thể thao Đông Nam Á có 11 đoàn, gồm 182 vận động viên tranh tài và hiện mới chỉ giành được 3 huy chương vàng. Trong đó, Philippines mang về 2 huy chương vàng môn thể dục dụng cụ và huy chương vàng còn lại thuộc về đoàn Thái Lan môn Taekwondo. Nhìn từ thực tế tại Olympic Paris 2024 có thể thấy, trình độ của vận động viên của khu vực Đông Nam Á vẫn còn khoảng cách khá xa so với các nước hàng đầu thế giới, đặc biệt ở những bộ môn Olympic thiên về sức mạnh và thể hình như bơi, điền kinh hay đua xe đạp.
thế mạnh của các quốc gia Đông Nam Á trong suốt chiều dài tham dự các kỳ Thế vận hội có thể tranh chấp huy chương nằm ở các môn như bắn súng, cầu lông, quyền anh, cử tạ, bóng bàn cùng các môn võ. Trong số này, Indonesia và Malaysia rất mạnh về cầu lông. Thái Lan và Philippines đầu tư cho quyền anh, còn cử tạ các hạng cân nhẹ cũng là thế mạnh của nhiều nước trong khu vực có khả năng có thể tranh chấp huy chương thế giới. Các môn Olympic đều cần có một thời gian tích lũy, tập luyện rất lâu và đầu tư bài bản. Chính vì vậy, sẽ rất khó cho các quốc gia Đông Nam Á nào muốn giành huy chương, nhưng lại không có được mũi nhọn khi bước ra đấu trường thế giới. Những vận động viên của tất cả các đoàn đều cần phải đạt chuẩn, đạt thành tích xuất sắc trong bộ môn của mình mới giành được tấm vé đến với sàn đấu Olympic. Từ đó sẽ thấy muốn đạt kết quả tốt tại các kỳ thi Olympic, các nước Đông Nam Á cần cải tiến triệt để chương trình thi đấu tại các kỳ SEA Games. Cụ thể, SEA Games sẽ chỉ tập trung thi đấu các môn có trong chương trình thi đấu của Olympic và ASEAN. Điều quan trọng hơn nữa là ngoài thành tích huy chương, các nội dung Olympic ở SEA Games cần chú trọng nâng chất về thành tích. Có như vậy mới giúp phản ánh đúng thực trạng phát triển và giúp thể thao Đông Nam Á tiếp cận với thể thao thế giới trong tương lai gần. Tiếp tục chương trình, xin được mời quý vị và các bạn cùng đến với nhân vật Olympic ngày hôm nay. Được biết, vài giờ trước trận tranh huy chương vàng Olympic Paris 2024, Vinnie Pogat, 29 tuổi, đã bị loại vì vượt quá giới hạn 50kg. Theo báo chí châu Âu, cân nặng của Pogat vượt quá quy định chỉ 100g, bằng một quả chuối cỡ trung bình. Trước đó để giảm cân, cô đã chạy và nhảy dây qua đêm và thậm chí cắt tóc. Việc Pogat bị loại là một nỗi đau lớn đối với mọi người dân Ấn Độ, những người đang hy vọng giành được huy chương vàng đầu tiên của mình tại Paris. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng của mình trước tình huống bất thường liên quan đến nữ vận động viên Vinnie Pogat, người có biệt danh sư tử cái của Ấn Độ. Ông chia sẻ, sự thất bại hôm nay thật đau đớn. Tôi ước gì những lời nói có thể diễn tả được cảm giác tuyệt vọng mà tôi đang trải qua. Đồng thời tôi biết rằng bạn là hiện thân của sự kiên cường. Bản chất của bạn luôn là đương đầu với thử thách. Hãy trở lại mạnh mẽ hơn. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ bạn. Xạ thủ Abhinav Bindra, người đã giành huy chương vàng Olympic cá nhân đầu tiên của Ấn Độ vào năm 2008, cho biết anh hoàn toàn thất vọng với quyết định của ban tổ chức Olympic Paris. Abhinav Bindra cũng gửi lời động viên đến Pogat. Đôi khi bạn không cần huy chương vàng để trở thành nhà vô địch thực sự đối với mọi người. Ngoài ra, PT Usha, Chủ tịch Hiệp hội Olympic Ấn Độ IOA chia sẻ, tôi rất sốc và thất vọng trước việc Pogat bị loại. Tôi đã gặp cô ấy tại làng Olympic và đảm bảo với cô ấy là Hiệp hội Olympic Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ và toàn bộ đất nước sẽ ủng hộ cô ấy hoàn toàn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Pogat mọi hỗ trợ về mặt y tế và tinh thần. Liên đoàn đấu vật Ấn Độ đã đệ đơn kháng cáo để xem xét lại quyết định loại Pogat. IOA đang theo dõi vụ việc sát sao nhất có thể. Chúng tôi chắc chắn là tất cả người dân Ấn Độ sẽ sát cánh cùng Pogat. Vòng loại môn điền kinh nội dung 5.000m dành cho nam tại Olympic Paris 2024 đã xảy ra sự cố khi 4 vận động viên nối tiếp nhau ngã xuống trong lúc thực hiện nước rút nhưng vẫn được quyền vào thi đấu chung kết. Theo đó, vận động viên Georgia Mew của Anh, Thierry Ndicumwenayo của Tây Ban Nha, Dominic Lobalu của Refugee và Mike Popen của Hà Lan đều đã bị gạt lại đường chạy sau một pha va chạm khi chỉ còn cách vạch đích 100m. Sự cố xảy ra khi Georgia Mew cố gắng bứt lên giữa vận động viên người Pháp Hugo Hay và Thierry Ndicumwenayo. Tuy nhiên, Hugo Hay dường như đã có động tác vung tay về phía sau khiến Mew loạng choạng rồi va vào Ndicumwenayo. Dominic Lokinjomo Lobalu khi đó bứt lên bên phía sườn phải của vận động viên người Tây Ban Nha nên cũng vướng vào và bị ngã. Mike Popen chạy ngay phía sau, va vào chân của Lobalu khiến vận động viên người Hà Lan cùng ngã xuống. Sau khi về đích, Mew tìm đến chỗ vận động viên người Pháp để đối chất và có hành động chỉ tay vào mặt đối phương nhằm ám chỉ Hugo Hay là người đã gây ra sự cố trên đường chạy. Được biết, Hugo Hay cán đích ở vị trí thứ 7 và giành quyền vào thi đấu chung kết. Trong khi đó, Lobalu về đích thứ 15, Georgia Mew cán đích ở vị trí thứ 18 và Popen cán đích thứ 19 cũng là vị trí cuối cùng. Riêng Ndicumwenayo dường như dính chấn thương, không hoàn thành phần thi. Tuy nhiên, ban tổ chức sau đó đã xem xét lại tình huống và cho rằng cả 4 vận động viên bị ngã và thiệt thòi, nên quyết định vẫn cho họ quyền vào thi đấu chung kết. Tại nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nam của Olympic Paris 2024 diễn ra rạng sáng ngày 8 tháng 8, vận động viên Lametra Gima của Ethiopia là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng và anh cũng thi đấu khá tốt khi luôn nằm trong top đầu của phần thi. Nhưng đến khi chỉ còn cách đích 300m thì sự cố xảy ra với Lametra Gima. Sau một tình huống vượt chướng ngại vật lỗi,
anh đã mắc đầu gối của mình vào chiếc rào cao khiến anh ngã ra sân. Cú ngã mạnh và trong tư thế lộn nhào khiến vận động viên này không thể đứng dậy. Đội ngũ y tế ngay lập tức vào sân, nẹp cổ Lamechagima rồi cáng anh ra ngoài. Cú ngã bất ngờ của Lamechagima khiến cuộc đua bị ảnh hưởng khi các vận động viên khác phải né kỷ lục gia này để tiếp tục đường chạy. Theo thông tin từ Lekit, Gimma đã bị bất tỉnh trong lúc va chạm. Sau đó anh tỉnh lại, nói được vài câu trước khi được đưa đến bệnh viện ở Paris để kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, tình trạng của Lamechagima được cho là ổn định. Trước khi Olympic Paris khởi tranh, Lamechagima được đánh giá cao về khả năng giành huy chương vàng khi đang giữ kỷ lục thế giới với thành tích 7 phút 52 giây 11. Tại chung kết trên sân Stade de France ngày 7 tháng 8, En Bakkali sử dụng chiến thuật núp gió. Anh xếp thứ 3 khi chậm mốc 1.000m trong 2 phút 40 giây 09, tụt xuống thứ 7 sau 2.000m trong 5 phút 30 giây 05. Vận động viên En Bakkali bứt phá khi tới chướng ngại vật cuối cùng rồi về đích đầu tiên với 8 phút 6 giây 05, đạt thành tích cá nhân tốt nhất trong năm 2024. Được biết trước đó, tại Tokyo 2020, En Bakkali gây sốc khi giành huy chương vàng với 8 phút 8 giây 90. Bảo vệ thành công danh hiệu tại Paris 2024, En Bakkali trở thành vận động viên nam đầu tiên giành huy chương vàng 3.000m vượt chướng ngại vật trong 2 kỳ Thế vận hội liên tiếp. Chia sẻ về khó khăn từ đầu năm 2024, En Bakkali cho biết, tôi chật vật với chấn thương và may mắn có thể kịp trở lại. Cuộc đua hôm nay không dễ dàng. Tôi nhờ tin đúc giúp và anh ấy tăng tốc vươn lên nhóm dẫn đầu để phá hệ thống của Ethiopia. En Bakkali từng nghĩ không kịp dự Paris 2024 vì chấn thương. Anh nói trong nước mắt rằng, cảm thấy nợ người hâm mộ Maroc vì họ không ngừng ủng hộ bằng những tin nhắn mà anh không thể đáp lại hết được. Liên quan đến vấn đề về giới tính của các vận động viên, mới đây, nữ võ sĩ Lin Zuting của Đài Loan đã giành chiến thắng ở bán kết quyền Anh nội dung 57kg tại Olympic 2024 diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 8 để vào tranh huy chương vàng. Một ngày sau khi Iman Khalid của Algeria vào chung kết ở hạng cân 66kg nữ, Lin đã giành chiến thắng bằng quyết định điểm nhất trí trước Esa Lizik Kalaman ở hạng cân 57kg trong trận bán kết. Sau khi quyết định được đưa ra, võ sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ đã làm dấu X bằng ngón tay về phía đám đông người hâm mộ, giống như đối thủ bị Lin đánh bại trong trận trước đó. Nhưng Kalaman từ chối sau đó ý nghĩa của hành động này, nhưng được cho là ám chỉ đến giới tính. Được biết, Lin và Khalid đều đã thi đấu tại Olympic 2020 cách đây 3 năm, nhưng không có tranh cãi nào vào thời điểm đó, và cả hai đều không giành được huy chương. Hai nữ võ sĩ này đều bị loại khỏi giải vô địch thế giới năm ngoái, sau khi không vượt qua được bài kiểm tra đủ điều kiện về giới tính, nhưng đã được phép tham gia thi đấu tại Paris. Nữ võ sĩ 28 tuổi người Đài Loan cho biết, cảm giác bước vào trận tranh tài huy chương vàng là sự biết ơn bản thân vì đã đi được đến chặng đường này. Sau khi bị loại ở vòng đầu tiên của Olympic 2020, thật khó khăn để vào đến trận chung kết. Từng là nhà vô địch thế giới 2 lần, Lin đã được chào đón nồng nhiệt khi cô bước vào đấu trường. Lin có lợi thế về chiều cao so với Kalaman và đã sử dụng sải tay của mình để hạ đối thủ người Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi giành chiến thắng ở hiệp đầu tiên, Lin đã đánh bật đầu Kalaman ra ngay từ đầu hiệp 2, khiến sân Philippe Chatrier có sức chứa 15.000 người phải thốt lên kinh ngạc. Tiếng reo hò vang lên sau khi nữ võ sĩ Đài Loan tung các cú đấm vào sau đầu của đối thủ. Với lợi thế trong 2 hiệp đầu, Lin chỉ cần tránh rắc rối nghiêm trọng ở hiệp thứ 3 và cô đã thành công. Lin cũng cúi chào trước tiếng reo hò và vỗ tay của đám đông khán giả. Cô sẽ đối đầu với Julia Seremecha của Ba Lan vào ngày 10 tháng 8 để giành huy chương vàng. Việc lọt vào trận chung kết, Lin chắc chắn sẽ giành được ít nhất 1 huy chương bạc. Trong khi đó, Khalid sẽ đấu với Zhang Liu của Trung Quốc ở chung kết hạng cân 66kg vào ngày 9 tháng 8 để tranh huy chương vàng. Thế vận hội là cuộc cạnh tranh không quan nhượng của các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới, với mục tiêu là mang thật nhiều huy chương cho đất nước mình. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để các vận động viên giao lưu, phát triển, trau dồi thêm tài năng, rút ra những bài học để trưởng thành. Là vận động viên thể dục dụng cụ hàng đầu Việt Nam, sở hữu hơn 60 huy chương các loại trong sự nghiệp, Phạm Phước Hưng cũng đã có những câu chuyện để đời, những bài học rất đắt giá sau 2 lần tham dự Olympic. Ở kỳ Olympic London 2012, đó cũng là kỳ Olympic đầu tiên của mình. Và theo mình đánh giá thì cái kỳ Olympic đấy là mình cũng gọi là ở trong cái độ tuổi mà độ chín nhất của sự nghiệp.
trong cái giai đoạn đó thì và cái cho mình đánh giá cái khả năng mình lúc đó là cũng gọi là tốt nhất trong sự nghiệp. Thì tất nhiên là với việc lần đầu tiên nữa và cái trong độ chín của sự nghiệp nữa, nên là cái lần đấy của mình cũng gọi đặt kỳ vọng rất là lớn để khi mà tham gia cái đấu trường Olympic đó. Nhưng mà cũng có lẽ chính vì cái gọi là áp lực rất là lớn đấy cho nên mình cũng gọi là mình cũng hơi bị áp lực một chút. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình ấy đó chính là thực ra trong lúc thi đấu ấy, rất là căng thẳng khi thực hiện các động tác đó. Nhưng mà tất nhiên là gọi là khi mà mình thực hiện có những động tác mình cảm giác là nó rất là khó để hoàn thành ấy thì mình hoàn thành hết rồi, thì khi đấy cái khoảnh khắc yên mình hơi bị lơ đánh ra một chút đó, và dẫn đến cái việc nó hơi bị mắc cái lỗi cuối cùng tí thảo cuối cùng là chính vì cái lỗi đó lại gọi là mình không vào được chung kết. Thì đây mình theo mình thấy là đấy cái khoảng khắc mà gọi là làm cho mình cũng nhớ đến tận bây giờ, cũng gọi là day dứt nhớ đến tận bây giờ. Nhờ lần thứ hai ấy, thì thực ra trong khoảng sau khoảng 4 năm chẳng hạn thì mình cũng gọi là qua cái thời gọi phong độ tốt nhất của sự nghiệp, cho nên khi mà lần thứ hai mình tham gia thì mình cũng gọi là tâm lý nó vững vàng hơn, cũng thoải mái hơn. Đó, và khi mà mình nhưng mà tất nhiên là cũng có chút áp lực đó, nhưng mà với mình thì cái ở Olympic lần thứ hai ấy, mình mang tính tận hưởng nhiều hơn là so với cái hồi đầu tiên là đi thi đấu với mong muốn là giành thành tích cao nhất đó. Tất nhiên là lần hai mình cũng mong muốn đạt được thành tích cao nhất rồi, nhưng mà mình cũng không phải quá là áp lực hay là kỳ vọng như cái lần đầu tiên. Thế là đi Olympic là một cái mà mong muốn gọi là lớn nhất của bất kỳ vận động viên nào khi tham gia thể thao, cho nên với bản thân mình việc đi Olympic đấy là một niềm vinh dự cho với cá nhân mình nữa, và cũng là niềm vinh dự mình thấy cho đất nước của mình, bởi vì không phải cái bộ môn nào cũng có thể có vận động viên tham gia được Olympic. Là niềm tự hào của thể thao nước nhà. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng tài năng của thể dục dụng cụ đã hai lần vượt bạo bệnh. Lần đầu tiên anh Hưng phát hiện ra bệnh tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 5 năm 2006. Khi đó, anh Hưng mới chỉ 18 tuổi. Lần thứ hai là ngay sau khi anh trở lại tập luyện sau thời gian trị bệnh, thì lại nhận hung tin bản thân bị lao phổi. Với mình thì khi mà chuẩn đoán bác sĩ đó thì mình thấy đấy như một cơn ác mộng. Bởi vì khi mình bị lao cuộc sống năm 18 tuổi, và cái đấy, độ tuổi đấy đang độ tuổi mà có nhiều ước mơ và nhiều hoài bão nhất đó, mà lại thông báo là mình không được theo thể thao nữa, thì mình thấy đây như một cơn ác mộng. Nhưng tất nhiên thì lúc đó thì bản thân mình vẫn tin tưởng ấy, là mình có thể tiếp tục thi đấu thể thao đỉnh cao được nữa, và chính niềm tin đấy giúp cho mình có thể duy trì cái niềm đam mê này, và qua đó trong cái thời gian mà chữa bệnh ấy, mình cũng có tiếp tục là đi tìm hiểu này, đi xem các video tư liệu thi đấu đó. Và mình nghĩ là quãng thời gian đó cũng là một lúc để mình có thể nhìn nhận lại và trau dồi cho mình thêm những cái kiến thức thông qua những cái buổi mà mình xem những tài liệu video đó. Và chính vì những cái buổi đó nên sau khi quay trở lại mình cũng đã có thể có được phong độ tốt hơn lúc trước khi bị bệnh. Sự cố không mong muốn này tưởng như đã đánh gục con đường sự nghiệp của Phạm Phước Hưng. Thế nhưng đối mặt với bệnh tật, không thể tập luyện, thay vì sầu não, anh lên Internet tìm hiểu thêm về thể dục dụng cụ, xem các clip thi đấu của những vận động viên thể dục dụng cụ thế giới. Từ đó, anh không chỉ hiểu rõ các đối thủ mà còn hình thành trong đầu những kỹ năng mới. Sau thời gian điều trị, bệnh tình bắt đầu thuyên giảm và anh quay trở lại tập luyện từng chút. Kết quả, anh đã tái xuất ở những giải đấu trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Đầu tiên, anh thi đấu các môn tay, tiếp theo là các môn chân và toàn năng. Trong cái quá trình mình quay trở lại thì đồng đội, người thân của mình, gia đình của mình cũng đã hỗ trợ về mặt gọi là tinh thần chiếu, nhưng tất nhiên là mọi người cũng không phải là quá là kỳ vọng mình khi mà mình có thể tiếp tục quay trở lại sàn đấu đó. Và việc quay trở lại sàn đấu được hay không, mọi về cái điều quan trọng nhất đó chính là cái niềm tin trong bản thân mình đó. mình có thực sự tin mình có thể quay trở lại được hay không đó. Còn tất nhiên là với việc hỗ trợ đồng đội hay là gia đình là giúp về mặt tinh thần để giúp cho mình làm sao mình không bị buồn chán nản nó trong cái quá trình điều trị bệnh. Với tình yêu thể thao và sự chăm chỉ nỗ lực, anh giành được nhiều thành tích xuất sắc sau đó. Tuy nhiên, do sức khỏe không cho phép, phải đối mặt với nhiều chấn thương cũng như kinh tế hạn hẹp.
Sau một thời gian cống hiến cho thể thao nước nhà, anh đã nói lời chia tay với thể dục dụng cụ vào cuối năm 2019. Thế nhưng, tình yêu mà cựu vận động viên Phạm Phước Hưng với bộ môn này chưa bao giờ kết thúc. Cụ thể hóa bằng việc Phước Hưng đã có cho riêng mình một phòng tập rộng tới 150m2 với hy vọng đưa thể dục dụng cụ tới gần với cộng đồng. Với việc mình cũng thường xuyên đi tập huấn và thi đấu ở nước ngoài ấy, thì mình nhận thấy là ở các nước ngoài họ phát triển phong trào thể dục dụng cụ ấy, phát triển từ những các cái câu lạc bộ nhỏ cũng như từ trong bản thân trong trường học. Đó, và đây mình thấy ở Việt Nam mình đang bị thiếu cái, những cái nơi, những cái cơ sở như thế. Và mình nhận thấy là việc nếu mà mình có thể phát triển được cái phong trào thể dụng cụ từ cái trường học này cũng như các câu lạc bộ đó thì mình có thể tìm ra được rất là nhiều các nhân tố. Và hai nữa là có thể giúp được cho các bạn trẻ, ngay cả những bạn mà không phải theo chuyên nghiệp chẳng hạn, cũng có thể nắm bắt được những cái kỹ năng, những kỹ xảo trong bộ môn thể dụng cụ. Qua đó có thể giúp cho các em phát triển những thể chất một cách đồng đều và toàn diện hơn. Sau này có thể phát triển ra nhiều bộ môn khác nữa. Từ khi được mở ra, Phước Hưng Gymnastics ở Tứ Liên, Tây Hồ đã trở thành điểm đến yêu thích của các bạn trẻ. Được mang tới sức khỏe, niềm vui cho mọi người, chính anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Phước Hưng hy vọng rằng từ chính những phòng tập nhỏ như thế này có thể truyền lửa đam mê niềm yêu thể thao cho mọi người, hiện thực hóa giấc mơ Olympic cho thế hệ trẻ. Cái thời mình vẫn đang còn thi đấu ấy, thì mình thấy là thể dụng cụ lúc mà thời mình đang thi là cũng một giai đoạn mà hoàng kim nhất trong thể dụng của bộ môn thể dụng cụ Việt Nam. Ở thời điểm năm 2011 đó thì khi mà đội thể dụng cụ Việt Nam đi thi đấu gần như lĩnh chọn hết tất cả các huy chương đó. Thì tất nhiên là các em sau này chẳng hạn đó, có những em như Khánh Phong hay là em Thiện đó, và các em cũng rất là tài năng đó, nhưng mà mình hy vọng là trong tương lai các em có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tiếp nối những cái thành công của các anh chị đi trước. Và mình cũng rất là hy vọng và tin tưởng sau này thể dụng cụ Việt Nam cũng sẽ có những cái lứa vận động viên nó tài năng hơn nữa để có thể đạt được những thành tích mà những tiền bối như đội mình trước đây chưa đạt được, như là những huy chương vàng như của ASEAN này hay của Olympic. Kinh nghiệm mình thấy là nếu mà có thể các bạn ấy, có thể có được những môi trường tập luyện tốt hơn cho cái việc thi đấu, ví dụ như có thể cọ sát cùng với các vận động viên mà đỉnh cao nhất, có thể tập luyện chung cùng họ, thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ học hỏi được nhiều hơn. Và Hưng nghĩ là ở thể thao đỉnh cao ấy, nó cần phải có một cái chuyên biệt hóa về cái sự đầu tư nhiều hơn. Đó, nghĩa là có thể giống như vận động viên judo ấy, là cũng một mình đi tập huấn ở Nhật Bản trong một thời gian dài đó. Và điều đặc biệt hơn nữa là bạn ấy không phải tập một mình, nghĩa là các bạn ấy sẽ tập cùng những cái vận động viên mà thể thao đỉnh cao nhất của Nhật Bản và được thi đấu cọ sát ở trong môi trường đấy, thì điều đó giúp cho vận động viên judo mới có được huy chương vàng như tận bây giờ. Với bộ môn thể dụng cụ thì mình thấy là bây giờ luật thi đấu nó cũng đã khó khăn hơn trước về việc đạt chuẩn để tham dự Olympic. Và mình cũng hơi buồn chút khi cái kỳ Olympic này thì ở đại diện Việt Nam của mình ở môn thể dụng cụ là không có ai tham gia cả. Đó, đây mình điều mình gọi khá tiếc nuối. Đó, bởi vì trong những kỳ Olympic gần đây, 3-4 kỳ Olympic gần đây, gần như là kỳ Olympic nào cũng có bộ môn thể dụng cụ tham gia cả. Đó. Và mình hy vọng là có thể đây là một cái gọi là bước chuyển mình chẳng hạn, để có kỳ sau chúng ta các vận động viên thể dụng cụ như bộ môn thể dụng cụ có được sự chuẩn bị tốt hơn và có được những nhân tố tốt hơn để có thể giành được tấm vé đi Olympic. Những chia sẻ của cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng về những khó khăn và kỷ niệm khi tham gia hai kỳ Olympic đã mang lại cho chúng ta một góc nhìn sâu sắc và đầy cảm xúc về hành trình của anh. Những câu chuyện về sự cống hiến không ngừng, những giọt mồ hôi trên sàn tập và những khoảnh khắc thi đấu căng thẳng đã giúp chúng ta hiểu hơn về những thách thức mà Hưng phải đối mặt. Phạm Phước Hưng đã vượt qua nhiều khó khăn, từ việc duy trì thể lực và phong độ thi đấu đến việc đối mặt với áp lực khi đại diện cho Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, trong những khó khăn đó, anh cũng tìm thấy những kỷ niệm đáng nhớ, những giây phút vinh quang và tự hào khi đứng trên sân khấu Olympic. Những kỷ niệm này không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng to lớn cho các thế hệ vận động viên trẻ Việt Nam. Qua những chia sẻ chân thành của Phạm Phước Hưng, chúng ta nhận thấy rằng hành trình đến với Olympic không chỉ là sự nỗ lực về mặt thể chất mà còn là sự kiên trì và đam mê. Hưng đã không chỉ chinh phục những đỉnh cao thể thao mà còn chinh phục trái tim của nhiều người hâm mộ. Chúng ta cùng chờ đón những thành công mới từ các vận động viên Việt Nam
được truyền cảm hứng từ những người tiên phong như Phạm Phước Hưng. Làng thể thao thế giới đã quen với những sinh viên hoặc cựu sinh viên trở thành nhà vô địch Olympic. Thậm chí nhiều người trong số họ còn thuộc về tầng lớp trí thức hàng đầu. Vừa qua, chiến thắng của Gabrielle Thomas ở nội dung chạy 200m nữ không chỉ thể hiện sức mạnh của Điền Kinh Mỹ, mà còn trở thành một biểu tượng cho tính toàn diện của các ngôi sao trí thức. Ngay sau khi giành huy chương vàng vào rạng sáng theo giờ Việt Nam, Thomas tự hào chia sẻ, "Con đường thành công của tôi đến từ sức khỏe tinh thần. Tôi học cách cân bằng cuộc sống của mình để cơ thể luôn trong trạng thái thoải mái nhất." Trong hơn 10.000 vận động viên tham dự Olympic Paris, có lẽ không một ai am hiểu khái niệm sức khỏe tinh thần hơn Thomas, người tốt nghiệp ngành thần kinh học ở Đại học Harvard và có bằng thạc sĩ sức khỏe cộng đồng của Đại học Texas. Chân chạy 27 tuổi người Mỹ xuất thân từ một gia đình trí thức. Mẹ của Gabrielle Thomas là tiến sĩ ngành tâm lý và là giáo sư của Đại học Massachusetts. Với nguồn kiến thức phong phú về y học, bà Radan đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp của Thomas. Trước thềm Olympic, Thomas tập luyện từ 3 đến 6 giờ mỗi ngày. Nhưng vào buổi tối, cô làm việc tại một phòng khám chăm sóc sức khỏe tình nguyện ở Austin nhằm hỗ trợ những người không có bảo hiểm. Thomas chia sẻ về công việc trong lĩnh vực y tế của mình. "Tôi biết ơn về những điều kiện làm việc hiện tại. Sau một ngày vất vả trên đường đua, khi tôi mệt mỏi và thở khò khè vì luyện tập, tôi chỉ nghĩ rằng thật hạnh phúc khi được làm những điều mình yêu thích. Sau những buổi tập, tôi bước vào công việc tình nguyện. Đó thực sự là niềm đam mê của tôi." Bên cạnh Thomas, có một danh sách dài những tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân tại Olympic Paris 2024. Họ thậm chí còn trở thành các nhà vô địch. Nữ kiếm sĩ đoạt huy chương vàng kiếm ba cạnh cá nhân Vivian Công Hồng Kông là một ví dụ. Vận động viên 30 tuổi của Hồng Kông được ví von là tinh hoa hội tụ của hai nền văn minh phương Tây và phương Đông. Vivian Công sinh ra tại Hồng Kông nhưng lớn lên ở Canada và lấy bằng cử nhân ngành quan hệ quốc tế của Đại học Stanford Mỹ. Sau đó, Vivian lấy tiếp bằng thạc sĩ ngành luật ở Đại học Renmin, Trung Quốc. Và đầu năm nay, cô đăng ký học tiến sĩ ở Hồng Kông. Ngay sau khi giành huy chương vàng đấu kiếm ở Paris 2024, Vivian tuyên bố giải nghệ. Cô chia sẻ, "Tôi muốn tập trung tối đa cho việc học và sau đó là cống hiến hết mình cho quê hương Hồng Kông. Tôi đang hướng đến một sự nghiệp mới với mong muốn hỗ trợ trẻ em có thể chơi thể thao và tận hưởng niềm vui." Ngoài Thomas và Vivian, cua rơ người Mỹ Kristen Frauner lại là một trường hợp đặc biệt khác. Năm 2016, Frauner lấy bằng cử nhân ngành khoa học máy tính ở Đại học Harvard. Ở thời điểm đó, Frauner chỉ chơi thể thao cho khỏe. Môn thể thao yêu thích của Frauner thậm chí không phải là xe đạp mà là chèo thuyền và leo núi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Frauner đến New York vào năm 2017 để bắt đầu công việc của một chuyên viên phân tích tài chính. Đó cũng là thời điểm Frauner làm quen với xe đạp đường trường như một cách cân bằng cuộc sống. Và thật khó tin, cua rơ tay ngang này chứng tỏ tiềm năng khó tin với xe đạp. Chỉ một năm sau đó, Frauner đã tham gia vào một câu lạc bộ xe đạp chuyên nghiệp. Sau nhiều năm làm cùng lúc hai việc, Frauner quyết định tạm dừng công việc chuyên viên tài chính để tập trung cho sự nghiệp thể thao vào năm 2021. Không lâu sau đó, cựu sinh viên Harvard trở thành cái tên quen thuộc của những giải đấu quốc tế. Và ngay trong lần đầu tiên dự Olympic, Frauner giành luôn huy chương vàng nội dung xe đạp đường trường. Thành công của Frauner gần như phá vỡ mọi quy tắc về việc đào tạo, rèn luyện năng khiếu cho các vận động viên trẻ. Thay vào đó, người hâm mộ có thể nhìn nhận thành công của cô theo một góc độ khác. Đó là những học sinh, sinh viên ở Mỹ có được nền tảng thể thao phong trào quá tốt. Vì vậy, khi chuyển sang chơi chuyên nghiệp ở bất kỳ độ tuổi nào, họ cũng có thể trở thành những nhà vô địch. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.